Sau khi cắt thành 3 phần, nó không chết đi mà phát triển thành 3 cá thể mới, đó là loài dung dịch Planaria. Các nhà khoa học đã cắt nó theo chiều ngang và chiều dọc để xem nó có giới hạn nào không, nhưng nó nhanh chóng hồi phục và tái sinh một cách hoàn hảo. Nhà di truyền học Morgan từng cắt nó thành 279 phần, sau đó một số lượng lớn tế bào gốc di chuyển đến vết thương, phân tách để tái sinh các mô mới. Các phần bị cắt phát triển thành 279 cá thể mới hoàn chỉnh, có đầu, mắt và hệ tiêu hóa. Hơn nữa, loài dung dịch này còn khiến các nhà khoa học sững sờ vì khả năng phục hồi trí nhớ sau khi chết. Hiện tại, hơn 20 phòng thí nghiệm trên toàn thế giới đang nghiên cứu về loài dung này và nó có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm ra sự tái tạo trên cơ thể con người trong tương lai.